CDC Nghệ An vừa thông tin, trong 12 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 61 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 tại 12 huyện Thành Thị, gồm Nghi Lộc, Tân Kỳ, Quế Phong, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Thành phố Vinh, Diễn Châu, Thị xã Thái Hòa, Thanh Trường. Trong đó thì có 10 ca nhiễm cộng đồng, gồm Nghi Lộc 3 ca, Đô Lương 2 ca, Tân Kỳ 2 ca, Thành phố Vinh 2 ca và Hưng Nguyên 1 ca. 51 trường hợp còn lại có 5 bệnh nhân trong khu vực phong tỏa, 46 bệnh nhân đã được cách ly từ trước. Trong ngày có 99 bệnh nhân ra viện và 1 bệnh nhân tử vong. Số bệnh nhân hiện đang điều trị là 979.